Ăn dụng hả? Đâu có đâu. Trời ơi, cô. Con gái gì đâu mà dữ dễ sợ luôn. Con chỉ kiểm tra đồ ăn thôi mà đập đánh con vậy đó. Trước giờ nó cũng chặn gì mà. Thôi chịu khó đi con. Mẹ. Gì? Con là con gái của mẹ đó. Vậy mà mẹ nói xấu con nữa. Con nói xấu nào? Nó đúng mẹ. Mà con ha. Dạ. Mẹ. Đừng. Nghe không? Chọc con kìa. Đâu có. Con đâu có chọc đâu. Cô tin con. Dạ. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Ủa kìa mẹ. Thôi được rồi. Hai đứa ăn đi, không thì nguội hết đó. Lâu lâu gặp nhau có như chó với mèo vậy. Không phải con. Đó. Đó kìa kìa, nhìn kìa. Lâu lâu đâu mà lâu lâu. Con với ảnh học chung một trường. Đã vậy còn ở chung khu nhà trọ nữa. Lâu lâu con mới về đây thăm mẹ. Vậy mà anh cũng bám đuôi con về đây được. Không có nha. Anh là anh tính về đây thăm cậu của anh. Rồi sẵn ghé đây ăn bữa cơm ăn ké nhà mẹ Cúc. Chứ em tưởng gì em hả? Ai là mẹ Cúc của anh vậy? Mẹ là mẹ của tôi á. Ủa? Ơ quên. Quên nói cho em biết. Mẹ Cúc đã nhận anh là con rồi. Ủa? Vụ án này hồi nào sao con không biết vậy mẹ? Chưa biết hả? Thì bây giờ biết. Anh là Đăng Khôi, con của mẹ Cúc. Còn em, ủa, xin lỗi, em là ai vậy? Tôi mới là con ruột của mẹ Cúc nè. Em là con ruột của mẹ Cúc sao? Ừ. Ủa mà sao không giống nhau? Sao em không đẹp bằng mẹ vậy? Nè, mẹ, mệt quá nha. Rồi được rồi, ăn đi không thì ngủ hết đó. Ăn đi. Con trai của mẹ Cúc ơi, nghe đồn là tuần sau người ta được nhận vô một chuỗi công ty khách sạn nổi tiếng nhất Sài Gòn đúng không? Không biết là tháng lương đầu tiên người anh có đãi cho người em gì không ha? Anh đâu có đủ điều kiện. Tại vì em ăn nhiều quá anh không đủ tiền nuôi. Mẹ, anh chọc con hoài luôn á. Anh nói không đúng sao? Với lại em đâu có cần tới anh nuôi. Sinh viên 2 năm liền nhận học bổng như em. Rồi bằng xuất sắc như vậy. Em mà ra trường biết bao nhiêu người xếp hàng dài chờ em vô làm. Nhưng mà anh nghĩ á, đâu cần phải ra trường. Bây giờ cũng đang chờ luôn mà, đúng không? Chứ sao? Đến lúc đó em mới là phải là người nuôi anh á. Nè, tôi nói cho mày biết nha. Tới lúc đó như vậy hả, tôi sẽ không bao giờ keo kiệt. Anh mà thất nghiệp, tôi nuôi anh luôn. Thiệt không? Em nói đó nha. Vậy là bây giờ mình phải làm hợp đồng đi. Lát nữa con vô con làm luôn hợp đồng. Mẹ ký tên giùm con, ba người ký đi. Con ký giấy bán thân cho Tuyết luôn. Trời ơi, ai thèm cái thân anh mà bán. Thôi được rồi, ăn đi, nguội hết rồi. Nè, cãi nhau bộ no hả? Không thương hả? Ai thèm thương. Không thương thiệt hả? Nè, làm gì vậy? Vậy mà nói không thương mà hôn người ta. Đừng có vừa ăn cướp vừa la làng vậy nha. Không biết xấu hổ hả? Anh là Đăng Khôi, là Khôi Ngô Tấn Tú, đẹp trai phong độ, học giỏi, chứ đâu có xấu xa đâu. Em không tin thì nhìn kỹ anh nè. Anh Tuyết à, Khôi về chưa con? Dạ rồi. Mẹ ra kìa, mẹ đi. Vậy anh về trước nha, hẹn gặp ở bờ sông. Khôi về rồi hả con? Dạ. Cái thằng hiền lành dễ thương gì đâu á. Con nữa nghe, dạo này ăn hiếp nó vừa vừa thôi đó. Trời ơi, con mà ăn hiếp được ảnh. Nè, mẹ uống trà nha. Cảm ơn con nha. Nè. Dạ. Có 2 ngày nghỉ cuối tuần thôi à. Về đây làm chi vậy cho mệt hả? Sao con trên đó nghỉ ngơi đi con. Mẹ. Gì nữa? Thì con nhớ mẹ, cho nên là con muốn về đây thăm mẹ. Vậy mà mẹ cũng không chịu nữa hả? Thôi đi, xạo quá.
chắc là sắp tới không được ăn mấy món do tôi nấu, vì vậy cho nên mới tranh thủ chứ gì. Sao mẹ biết hay vậy? Nè, mẹ là mẹ của con mà, sao mà không biết cho được chứ. Ừ, chuyện con đi du học á, con nói cho thằng Khôi biết chưa? Ừ, con chưa nói nữa, tại vì con chưa có quyết định là đi hay không á mẹ. Con đã quên là mẹ con mình đã trải qua gian nan cực khổ như thế nào, đã phải phấn đấu nhiều như thế nào, con quên được sao? Con đâu có quên đâu. Nhưng mà mẹ ơi, bây giờ mà con đi du học như vậy á, tốn kém lắm. Với lại á, qua bên đó trường bắt phải ký giấy là không được đi làm thêm nữa. Cho nên là con nghĩ á, thôi bây giờ mình cứ học ở đây đi, rồi khi nào có điều kiện con đi sau cũng được. Không mà. Được, con phải đi. Cuộc đời sau này của con còn rất là dài. Mẹ nghĩ là chuyện đi du học á, con không nên nói cho Khôi biết, để tránh đi cái sự ủy mị không đáng có. Con cứ đi đi, sau này về gặp lại nó rồi yêu lại từ đầu, không có muộn đâu con. Nhưng mà làm như vậy anh Khôi anh buồn nè. Rồi lỡ như ở đây anh có người khác rồi sao? Còn Hoàng, nghe mẹ nói nè, cái thời gian mà con với nó xa nhau á, mẹ nghĩ là sẽ cho con thấy được tình yêu của nó dành cho con như thế nào. Hơn nữa, mẹ cũng muốn cho con chú tâm học hành. 4 năm trôi qua nhanh lắm con à, bay cái dèo cái là xong à. Nghe con. Hạnh xuân ơi, anh nguyện giữ lấy yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyện, phong ba như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ngất mơ, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.